ngồi chơi say hạt dưa than tình duyên em ế, mấy độ xuân thì mà sao chẳng có người thương. Khế trên cây khô bao nhiêu trai cũng ế như em mấy năm nay. Gần 30 mùa xuân em mình ơi ngó cách với tận nơi rồi mà em vẫn cứ nằm không. Có xe có nhà có đô la, Tết sang xuân về chưa ai hô. Ngoài cái việc mà ăn nói xà lơ ra, hành động thô lỗ như vậy bất cơ sự. Vậy thôi cho tôi xin lỗi, tại tôi không cố ý. Thắm. Vậy nghe làm chuyện dở trò gì nữa hả? Không, không có nhúc nhích, không có nhúc nhích. Gì vậy? Cái gì đâu không nhích. Thắm không nhúc nhích một cái, nó cắn một cái là chồng bà không giải luôn á. Thắm ơi, Thắm ơi. Coi con rắn kìa. Thôi đi nghe Thắm. Hai người cứu tôi đi. Cứu Thắm đi. Cái Thắm, Thắm cứ bình tĩnh đi. Có tình ở đây, Thắm bình tĩnh đi. Cứu Thắm lẹ đi. Sợ. Hả? Em có sao không? Hả? Em không có sao. Cái gì? Anh có sao không? Không, anh khỏe mà, anh vẫn khỏe mà. Anh sao hết khỏe rồi? Em bị cái gì vậy? Anh vẫn khỏe mà em. Con rắn. Con rắn này anh chọn nó đi rồi. Anh nằm trên cổ của anh mà. Anh giỡn hoài. Ủa, anh Đừng ngó nó. Cái đó nó gai nhiều cũng chết. Con rắn cắn nó mới chết. Bây giờ phải làm sao? Cứu anh đi, nãy anh cứu em rồi đó. Thôi, em sợ. Trời ơi. Có cây nè, nó gắn rồi. Anh Nghiệp. Hả? Gắn rồi. Đây nè, trên cổ anh kìa. Ê, sao nó bỏ nó đó vậy? Cái đó ông phải hỏi nó, sao hỏi tôi được. Rồi vậy sao? Bây giờ nó bỏ nó đó. Thôi, em có sao không? Em không sao. Không sao, đi về đi. Hả? Chơi gì chứ mất dạy. Gì? Cô lấy nó ra. Vậy ông ghét tôi mà, tôi đâu có làm gì. Không, bây giờ thương lắm. Bây giờ tôi thích ông nhiều lắm. Ôi, tôi sợ nó lắm. Cứu tôi đi mà. Cứu nó hả? Ừ. Bây giờ sao? Canh nghe cái đầu đập vô. Tôi sợ lắm ơi, tôi sát sinh tôi không chịu ơi. Trời ơi. Tôi không sát sinh đâu. Ông không sát sinh nhưng mà ông là gián tiếp để cho nó sát sinh tôi đó. Đập vô đầu nó liền. Đập hả? À. Sao vậy? Mất dạy quá. Cái gì? Tôi cứu ông mà. Sao đập đầu tao, phải đập đầu con rắn đó. Con rắn hả? Ừ. Đi ghi đây, nó bỏ kìa. Chưa đúng hả? Trời ơi, làm sao mà nó bỏ tới cái mông tao được. Nó ghi lưng nè. Nó chết rồi. Gãy luôn cái cây rồi hả? Chết nào, ông chết vậy? Tao chưa chết đâu, nó chết gì vậy? Chích nó ra đi. Ê. Nó đâu rồi? Đứa cao kia coi. Mất dạy gì tao? Cái gì? Tôi cứu không á? Mày cứu mày đập vô đầu tao quá trời, mày cứu. Tôi sợ mà. Cái động gắn nó nằm kế đồ mà. Nhưng mà cái quần nước ở chân rồi. Anh sợ dữ vậy hả? Sao đâu, xíu nó khô mà. Sao đâu?
mà. Bình thường anh sợ rắn lắm, sao nãy anh dám cứu em vậy? Tại bình thường anh gặp rắn là anh muốn tè cái quần mà. Anh sợ em gặp em tè gấp đôi em nữa. Anh sợ em quê. Không lấy giờ hai mình đi ăn đi chứ. Ăn cái gì đi, giờ cũng chết khai ngáy luôn à. Không về em thay đầu đi. Mình đi hả? Thấm đi ra ta ăn với tao. Thấm bịt khẩu trang mà sợ gì. Thôi khẩu trang ăn nổi không nổi. Thôi về thay quần đúng đi á. Anh về thay đồ đi chứ để giày kỳ lắm á, coi chừng cả xóm biết anh ấy không quần luôn á. Cái gì kiềm chế cho sợ. Tôi cũng sợ đâu mà tôi có ấy ra đâu chứ không. Nghe lời em đi. Để em về nha. Ừ, đi về thay đồ đi. Cảm ơn anh nha. Mày đi thắm mày không có làm gì nha mày. Gắn nè. Ơi lấy chuối về gói bánh tét. Tưởng anh xanh. Anh về thay đi. Thay đổi á. Thắm cẩn thận nha Thắm. Thay quần trong luôn nha ông nội. Mày lợi dụng mày nói cái quần tao khai rồi mày đi chơi với Thắm ha. Tao là nước tiểu đồng chinh, làm sao mà khai được. Trời ơi là trời. Nó dính vô khai dữ vậy. Ừ. Rồi xong. Để phụ nữa phải không? Nằm phơi xác rồi biết rồi. Để phụ tình rồi chứ gì. Cái này. Gì? Nó hai nghĩ đi. Nếu mà so sánh với thằng Việt Kiều đó, làm sao nó có cửa so lại em được. Đúng không anh hai? Đúng rồi. Thằng Việt Kiều đó làm sao so sánh với mày được. Đó, anh hai cũng nhận ra được điều đó mà đúng không? Bởi vì mày có gì đâu mà so. Anh hai. Thôi bây giờ tao thấy gì nè. Mày cũng đừng có rầu nữa. Tối ngày cũng ba cái gái không mà tao thích thì mày làm mệt quá. Thôi bây giờ bữa hổm cái con gì mà mượn nó lại đây là tao quên tên nó rồi. Cái con có bầu đó. Thôi bây giờ cưới nó đi về đi. Rồi đó. Ở cho nó gọn. Nó cũng mê mày đó. Thôi khỏi đi. Bà lừa tao mà kiếm tiền chứ mê em gì. Còn anh hai á, anh hai ưng anh hai qua nói với bà đi. Rồi bà cho anh hai có bầu với bà. Thôi. Ủa chi tình cảm của người ta mà anh hai cứ ép hoài. Ép con hai được bây giờ qua ép em. Người lớn người ta đem ra cái lời chân thành người ta khuyên mày. Mà mày không chịu. Á, mày làm như là con Thắm nó thích mày vậy lắm vậy. Thôi bà qua đi kệ em đi. Ừ, để mày thôi, khỏe. Khỏi mất công lo, đi chơi. Việt ơi, trời Phật ơi, Tết nhất mà đi đâu bỏ cái nhà vắng que vậy nè. Giờ gần Tết này ăn trộm nó lộng hành như lắm nghe. Nó vô nó rinh ba cái máy móc này một cái rồi không có còn máy đâu mà chụp. Bày hay ghê không có nè, thiệt tình chứ. Tại cái vụ ở dơ này nè. Ở dơ này á, chứ còn không có bồ, không có vợ vậy, giống y như thằng chú nó. Dơ nó hôi hám quá, gái nó đâu có chịu đâu. Máy móc về đó, bỏ vậy đó. Cửa nẻo thì không đóng lại. Hả? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Duyên ơi Duyên. Mày hại ba mày thiệt rồi Duyên ơi. Sao? Gì vậy? Ăn mặn không? Mặt căng quá vậy? Uống gì? Mẫn gì mà ăn gì? Ăn trái cây chú có vitamin C này đó cho nó dịu xuống. Hay ăn kem không cho lạnh lạnh mát mát nha. Tao không cần ăn kem của mày. Có gì đâu mà căng thẳng quá gì không biết nữa nè. Bảo đảm nè. Biết chuyện thầm kín của con trai cưng chú rồi đúng không? Mày đừng có ăn nói tầm bậy tầm bạ nha. Nó có cái gì đâu mà bí mật hả? Trời ơi, cái gì ăn nói tầm bậy tầm bạ. Con nói thiệt với chú, bây giờ ánh lộ rồi cho ánh lộ luôn đi. Đúng không? Cấm cản làm gì? Ta mẹ mà cấm cản con cái giờ là nghiệp nặng lắm. Tình cái cha tư bột này. Có thằng cháu được cả chú lẫn cháu luôn. Nhìn cái mặt muốn đấm vô á sức. Tự nhiên tao lộ cái đấm người ta trời. Trời ơi kỳ vậy trời. Bây giờ con nói thời buổi nào rồi. Con cái đặt đâu là cha mẹ cứ ngồi đó đi. Đúng không? Bây giờ chú không đồng ý là mai mốt chú cũng phải đồng ý thôi. Đó. Bây giờ mình sớm đi là mình bớt đau khổ sớm. Ủa nãy mày mới nghe tao nói gì không?
đâu có nghe đâu, tao ăn mà không nghe vậy. Không đâu, con nói không chứ cũng có nói gì đâu nghe. Rồi bây giờ mày muốn tao biến cái suy nghĩ đó thành hành động không? Là tao đấm vô trong mặt mày á, thấy không? Là cái mỏ mày này nó dẫn lên như cái kết vậy đó. Rồi dòm đi, cái mỏ mày á, mỏ dưới á, nó nằm dưới đá giếng á. Rồi cái mỏ trên nó nằm trên nóc nhà á. Có chừng tao đó, bớt nhiều chuyện ra đi. Chú, con có ý tốt mà chú. Cấm đón con cái hoài vậy. Đi đi, chú chết. Chị coi mua xài này nhiêu rồi chị? Cho xin tờ giấy. Cái gì? Giấy mua vàng. Gì kìa ha. Mua vàng á, bà mua vàng hay là mua giấy? Thấm sẽ sáng mắt ra, tao có bằng chứng rồi. Nếu bà mua giấy thì để tôi về tôi kiếm giấy, chứ còn mua vàng thì mua vàng đi. Điên. Cho xin tờ giấy đi mới bán được giá cao chứ, ai biết được vàng này vàng giả hay vàng thiệt. Tôi làm mất tờ giấy rồi, còn tờ giấy tôi ra tiệm vàng tôi bán chứ, tôi đem lại đây bán cho bà làm chi. Coi đi mua được nhiêu mua. Tôi đi thử à? Ừ thử đi. Vậy đợi tôi tới nha, tôi cầm tôi đi thử. Ờ. Thôi không được, ở đây quán tôi ai coi. Sao thôi mệt bà quá, bà coi bà mua được nhiêu thì mua đi. Vàng thiệt chứ ai mà đem vàng giả tới làm gì. Không có giấy là tôi lấy giá thấp mà nha. Nhiêu cũng được á. Ờ lấy 1 triệu. Dễ vậy? Giờ mua không? Rồi thôi trả lại nè. Ừ, chịu cũng được, đi. Cảm ơn nha. Đó, giờ có đầy đủ mặt bài đây nè. Mày muốn nói gì nói đi. Trước khi em nói những điều em đang muốn nói thì em muốn dặn anh hai một câu thôi. Dặn gì? Cái này hơi rầy đó. Nha, cá không ăn muối, cá ương. Anh hai cãi em út chăm đường, anh hai hư. Trời đất ơi, trời đất ơi. Mày là ông nội tao. Trời ơi, là cuối cùng bây giờ là chuyện gì? Cái dòng giao tâm cút hoài à, nói đi. Rồi bây giờ có gì chú nói đi chứ chú đứng chần chừ hoài, không ai biết chuyện gì hết á. Chú đang muốn nói chuyện của thằng Nghiệp. Mày cứ tối ngày cứ nghiệp. Thằng này giết rồi đầu óc nó làm sao đâu á. Để theo thằng Nghiệp riết rồi đó, tao nói mày mê nó luôn đó. Ủa sao cuộc đời tôi khổ thiệt á. Thì ngoài xã hội có thể không binh tôi cũng được, nhưng trong nhà tôi có một người anh hai. Đấy là mày thương tôi, mày binh tôi chứ. Cái gì à, cũng bán đứng tôi hết à. Nhưng mà cuối cùng là chuyện gì? Bây giờ có nói không? Chú nói lẹ đi chú ơi, trời ơi tốn thời gian quá. Bây giờ mấy người ơi, mấy người nè. Tôi hỏi mấy người nè. Tôi đáng tin không? Tôi đáng yêu không? Tôi dễ thương không? Tại sao không tin tôi? Tùy lúc nha. Không phải, không tin tôi. Tại sao đi tin một cái thằng mà quỷ ma? Rồi cuối cùng sao? Hả? Rồi cuối cùng gặp chuyện rồi ai? Cũng là tôi đứng ra gánh cho mấy người chứ ai? Đúng chưa? Chú yêu ơi, nãy giờ là chú nói cả tháng rồi mà con cũng không có hiểu gì luôn. Tháng gì? Nãy giờ cả năm luôn rồi, cả tháng gì nữa? Bây giờ như vậy. Hồi nãy tôi đang đi đường, tôi gặp thằng Nghiệp, nó lén la lén lút đi chơi. Tôi đi theo sát nó liền. À. Tôi theo dõi đi chơi ai, tôi nghĩ nó hẹn gặp gái, nhưng mà đâu có ngờ nó đâu có gặp gái. Trời ơi là trời, cái loại người của nó gái đâu mà theo. Chỉ có gái xàm xí đú, gái không ra gì, gái không đàng hoàng nó theo nó thôi. Nè, anh ăn nói cho đàng hoàng nha. Anh đang ám chỉ tôi đúng không? Không phải ám chỉ, anh xin lỗi nhưng mà rõ ràng là nó không đi hẹn với gái. Nha. Đi đâu? Chứ bây giờ đi mệt đâu? Quá à. Bây giờ nè, anh có nói không? Hồi nãy giờ cái câu chuyện của anh á, ngồi nghe hết 1 năm trời rồi đó. Không nói tôi đi về, quá mệt mỏi rồi. Thôi được rồi nè. Tức quá mà. Thực sự ra nó không hẹn gái. Mà nó đi vô tiệm cởi đồ. Không phải cởi đồ. Tiệm đồ cổ. Đồ cổ. Đồ, không. Vô đó làm tiệm cái gì? Cổ. Mà thiệt luôn á. Chuẩn bị tới giờ rối loạn ngôn ngữ nữa rồi đó. Bây giờ đi chứ, tiệm đồ cổ, tiệm cổ mộ cổ. Gì vậy trời? Tiệm mộ bia. Trời ơi. Bia hơi. Tiệm đồ cầm đấy. Tiệm cầm đồ. Trời ơi trời. Thì bây giờ ông vô tiệm cầm đồ, ông đổi đồ có gì đâu. Ồ mà khoan đã, ông rảnh quá ha. Người ta đi đâu làm gì chuyện của người ta, ông theo dõi người ta chi vậy? Ủa mấy người nói mấy người mới suy nghĩ hả?
Bây giờ người ta là doanh nhân, người ta nói người ta doanh nhân bên Mỹ, người ta có tiền của người ta, tiền muôn bạc dạng. Thì mắc mớ gì Việt Nam không có tiền xài sao phải vô tiệm cầm đồ? Đây này, để cha, cha. Bây giờ người ta có cái gì, người ta đi đâu, người ta đi thay kệ người ta. Cha ở không quá, cha theo dõi người ta, cha làm cái gì? Hả? Cái chuyện của đèn nhà ai nấy sáng, chuyện của người nào thì người đó nấy lo đi. Cha lo cái chuyện của cha nè, đó vô uống thuốc đi. Thôi được rồi, mấy người binh dữ lắm, binh dữ lắm. Bây giờ tôi có bằng chứng nè. Tôi cho mấy người coi thái độ lén lút của nó như thế nào để mấy người biết con người của nó. Đâu? Nè. Hết pin rồi, để tôi vô sạc pin xong tôi cho mấy người coi. Trời ơi, mệt ghê luôn á. Kêu qua đây á, đứng đây nghe câu chuyện của ông hết một năm trời luôn. Đồ đạc ở nhà đang dọn dẹp để chuẩn bị đón Tết rồi không xong. Kêu qua đây nghe cái chuyện tào lao xí đú không à. Đi về dọn nhà em. Thám về mày coi cái clip này chứ. Ôi mệt. Xong rồi thiệt đó chú ơi. Con thấy sao. Cái này là tụi con không có bên được chú. Alo. Tôi nghe. Đây là cái hình thức đầu tư mới, thao tác vô cùng đơn giản mà dễ lấy lời lắm. Mình chỉ cần đưa vốn cho người ta mang đi đầu tư, xong có lời người ta đưa cho mình, rồi khi nào mình muốn lấy vốn thì mình lấy. Ủa bây giờ có người rảnh gì luôn ha? Em đúng là một người thông minh, dĩ nhiên mình phải thắc mắc vậy đúng không? Làm sao mà có người rảnh vậy tự nhiên đi làm không cho mình đúng không? Ở đây người ta làm cho mình rồi mình có lời, mình trích ra cho người ta 10%, còn nhiêu mình giữ, chứ ai mà làm không cho mình. Hợp lý. Ê bây giờ cái khúc này mình khoan đi, mình dừng lại một cái đi. Mình đang hơi bị vội á. Dạ, anh Nghiệp, bây giờ anh cho tụi em xin tụi em hội ý cái ha. Tại vì làm ăn mà, nha. Dạ, dạ xin hỏi xin hả? Xin phép anh. Xin. Cái gì vậy? Tại sao không làm luôn? Đang sống vội. Làm ăn là phải từ từ. Tại sao cái miệng đi trước cái não? Biết tính toán không? Ủa trời ơi, sao mà đàn ông mà không có chính kiến mà kêu bằng mà đàn ông mà không có gan làm giàu như chân vậy? Cái vấn đề đây không phải là không có gan làm giàu, nhưng mà mình phải tính toán, mình suy nghĩ đàng hoàng. Cái này là mình mới nghe lý thuyết, có thấy thực hành chưa? Suy nghĩ cái gì? Bây giờ cơ hội đó. Im. Để tôi nói cho nghe. Tiền không có tự nhiên trên trời rơi xuống cho mình. Bây giờ làm ăn có lời có lỗ đúng không? Tự nhiên bây giờ mình đưa tiền cho ta, cái ta đưa ngược lại tiền lời cho mình. Dễ vậy, làm gì có. Sao mà tính ngược vậy? Nhưng mà cái mặt ông rất là uy tín. Alo, rồi làm sao? Cái farm nó cứ lấy đi, 2 triệu đô cứ lấy đi. Chuột nhiều quá hả? Thì thôi thả khủng long vô cho nó ăn chuột. Nha nha, chốt đi, đừng hỏi hoài. Nha nha, tôi đang làm việc. À ok. Cái chứ 1,5 triệu đô lận đó. Nghe chưa có điếc. Nhưng mà cái vấn đề này là tôi vẫn đang bị lăng tăng đúng không? Tôi vẫn chưa có tin. Mình chỉ nghe, mình có thấy không? Không thấy đúng không? Tại sao dễ tin vậy? Bây giờ nè, tôi nói nè, tôi là người không có nhiều tiền. Bây giờ lỡ mà tôi đưa tiền hết, có gì rồi sao? Ông ơi, cái nghề của ông, tôi nói bây giờ 3 cọc 3 đồng làm ăn rất là khó khăn. Bây giờ mình có cơ hội thì mình chụp đi. Mở ra dân tới miệng mèo rồi. Ok, bây giờ nếu như bà thử đúng không? Bây giờ bà làm chuột bạch thí nghiệm trước cho tôi đi. Alo. Sao? Có cái du thuyền đó bao nhiêu? 3 triệu đô hả? 3 triệu đô cứ lấy đi. Trả giá rồi mốt tao không bán sao? Giờ mua về làm gì hả? Thì mua về đại đi, để đó đi, rồi cho bà con người ta đi câu cá, người ta mua sinh. Nha. Chú à. Cái du thuyền chứ không phải là một cái chiếc xuồng ba lá, hiểu chưa? Thì cũng thích. Nhưng mà vẫn lăng tăng, hiểu không? Làm như trong người, ông có cái mũi tên hoài nghi cái gì á. Cái vấn đề ở đây là, nhưng mà bây giờ tôi... Bà hay mà suy nghĩ quá, sao mà trong con... Người được, người không, người sao? Anh từ đợi chút xíu tắt tông rồi. Là sao là... Ủa là nãy giờ anh nghe hết trơn luôn á hả? Đâu có nghe, tôi đang bận giao dịch nhưng mà tôi nghe người được người không thôi à, tôi không nghe được gì á. Là cái miệng bà đó. Cái miệng của ông. Cái miệng bà đó. Nhưng mà cái lỗ tai của ông rất là uy tín. Cái miệng sao mình nói quan. Mình nói nữa chút xíu mà ông vẫn nghe được. Là chứ ông rất là uy tín trong cái chuyện làm ăn hả? Bây giờ cái vấn đề... Chốt chưa? Dạ khoan đợi. Dạ. Bây giờ ông sao, ông đồng ý không? Bây giờ đồng ý không? Tôi đồng ý rồi đó, ông đồng ý không? Thì thử đi. Mảnh dạng lên tôi đàn ông gì mà nhát quá. Thì anh ơi. Dạ. Ha. Sao rồi? Dạ tôi. Hai tụi em. Dạ. Dạ. Đồng ý ha. Dạ. Phải vậy chứ.
Bây giờ con nói thời buổi nào rồi, con cái đặt đâu là cha mẹ cứ ngồi đó đi, đúng không? Bây giờ chú không đồng ý là mai mốt chú cũng phải đồng ý thôi đó. Bây giờ mình sớm đi là mình bớt đau khổ sớm. Trời ơi, hết hồn anh hai. Sao giờ chưa đi ngủ nữa còn ngồi uống trà nữa? Ờ đi, uống cốc trà đi. Trời ơi, bỏ thuốc độc vô gì trời. Ấy bà, anh em nói kỳ. Anh em đâu có thấy giống anh em đâu. Cái gì bên ngoài nó có giờ bên em cái nào đâu mà phải anh em. Mà chiều quá, người ta nói vậy thôi. Cái sự thật ra đó, cái thằng Hiệp đó đó, nó so với mày á, nó có cái lô nào đâu. Mà đáng lý ra đó, anh em mình phải ngăn chặn nó từ đầu, đừng có cho nó tới với con Thâm. Ủa anh là Hai Mang hả? Sao chiều khác giờ khác vậy? Ủa trà mà sao giống uống rượu vậy? Cái này là rượu phải không? Mới uống rượu phải không? Sao nói gì tôi lum la vậy? Khùng gì vậy? Đúng trà gì đấy. Ủa sao là sao anh thay đổi bất ngờ quá, em bị hoang mang á. Sao hoang mang? Sao hoang mang? Hồi chiều rõ ràng á, lúc nào Binh đó nghĩ là em nói xạo, thậm chí là em đưa bằng chứng ra cũng không thèm coi nữa. Thì nãy giờ tao mới ngồi, tao mới suy nghĩ lại nè. Ủa, nhưng mà này, anh thấy Nghiệp là nó không có xứng với bé Thấm đúng không? Thằng Nghiệp làm sao mà xứng với con Thấm được? Đúng rồi, trời ơi, Thấm tao đẹp thế kia, thằng Nghiệp ôm nhau nhắc làm sao mà hợp được. Anh hai, ngài thì xứng ngài với em không? Còn mày thì... Thôi bỏ chị đó. Thôi đừng nhắc gì đó nữa. Ê sao sao tự nhiên bỏ lúc đó được? Thôi bỏ đi, giờ về nè. Sáng mai đó thì qua nhà Thấm á, mời hai chị em nó qua nhà mình ăn cơm. Vậy luôn hả? Trịnh trọng vậy luôn hả? Ừ. Vậy thôi, giờ em qua liền, em qua liền. Sáng mai mới đi. Không, giờ qua cũng được mà, qua nó. Bây giờ nhà người ta ngủ, mày qua đâu cho nó đập cái đầu mày hả gì? Cùng vừa vừa đó, mày làm ơn mày tỉnh lại giùm tao đi. Thắm ơi, Thắm ơi, Thắm, Thắm ơi, Thắm. Cái gì vậy trời? Thắm, cái gì mà mới sáng sớm làm âm sầm vậy? La nhỏ quá Thắm không nghe. Vụ gì? Sao? Thắm thấy người ta? Thấy tình sao? Thấy mập. Sao để ý bên trong làm gì vậy? Phải để ý bên ngoài chứ. Cái bé này đâu phải, trời phải mượn đó. Mà anh rảnh quá à, mới sáng sớm qua nhà tôi có hỏi thấy sao là sao. Ủa thì Thắm nói Thắm thích trai cua ngầu. Anh ngầu vậy có thể làm cho Thắm dính bầu được không? Dính bầu, dính sầu, dính thích được không? Không. Sao vậy? Hả? Ủa, nếu như mà qua tận đây chị để nói vậy á, xong gọi điện cho nhanh đi. Ủa Thắm nói vậy thiệt tình chất Thắm luôn á, gọi mà có bắt máy đâu. Anh gọi tôi lúc mấy giờ? 2 giờ sáng. Giờ đó tôi đang ngủ. Ủa thì đang ngủ thì bắt máy xong rồi mình ngủ tiếp cũng được vậy. Trời ơi, tôi nhắn tin cho Thắm, tôi sợ Thắm có chuyện gì. Tôi thấy Thắm không trả lời, bây giờ tôi phải chạy qua đây nè. Có nhắn tin luôn? Không tin kiểm tra điện thoại đi. Tình đẹp trai nhất thế giới đến nỗi Thắm mê điên đầu. Trời đất ơi, đặt cái tên Zalo xến xúi vậy luôn hả? Trời ơi, nhưng mà nó là sự thiệt mà. Ủa, nhưng mà sáng sớm anh qua nhà tôi chỉ để nói vậy thôi hả? Thì dưới đây để khoe cái bộ đồ vest này mới mượn người ta mặc nè. Cái gu lạ quá, đi về đi tôi. Để hỏi chị Tâm yêu đó chị. Chị yêu quá, cái sợi dây chuyền vàng em không đâu chị yêu. Sống chung nó chắc áp lực lắm phải không? Tôi quen rồi. Ủa, sợi dây chuyền gì? Trời ơi, cái sợi dây chuyền vàng mà của hồi môn của má để lại cho em á chị yêu. À, nó hư cái móc xong rồi em định đi sửa cận Tết này, rồi em để trên cái bàn nhà em kiếm không có ra nữa chị yêu ơi chị. Để trên cái bàn uống nước ở phòng khách á hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, con nhỏ này vàng bạc mà em làm như vẫn chơi em để trong phòng khách mất rồi sao? Trời, cái sợi dây chuyền yêu quý của em chị yêu ơi, giờ làm sao chị? Giờ mất rồi chứ sao nữa.
Ai cha. Khoan, khoan. Để từ 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 từ. Sợi dây chuyền màu gì? Màu vàng chú yêu. Trời ơi, đã nói là sợi dây chuyền vàng là phải màu vàng chứ màu gì ông? Ai biết được, lỡ si nóc lần sau phải hỏi cho kỹ chứ. Vàng của má tôi để lại. Thì đó, bây giờ nè, bây giờ muốn cho chắc á, cho có hình không? Có hình cho coi coi. Có hình không? Có chứ. Đây nè chú tình yêu. Chú hãy dạy con không chị? Rồi. Tình đã biết hung thủ là ai rồi. Anh đã, sao biết được? Sợi dây chuyền của nhà tôi mà sao ông biết được hay vậy? Vậy mà biết nó mới hay chứ. Tôi đã nghi rồi, nó không phải là người tốt. Nó là ai? Thì từ từ rồi biết, nó là một người xấu ha, giả danh lừa đảo người ta. Không có ngờ tôi đã theo dõi, tôi quay lại tất cả rồi. Nè, thắm coi đi. Coi đi. Nó là lòi bộ mặt của nó ra rồi. Ha, coi sao đi. Sao tôi vậy? Tôi lùi có thấy gì đâu. Chà, bữa đó quay cái bịch cái camera lại không để ý. Tại không, nhưng mà có một cái cùng có một cái chỗ quay là có quay lại không bịch camera nữa. Quan trọng là có bấm máy gì không? Chà, bữa đó quên bấm máy luôn rồi. Không, bây giờ vậy. Không cần này nữa. Bây giờ vậy. Thẩm đi với tôi. Tôi sẽ dắt lại một chỗ có người làm chứng hung thủ là ai. Đi không? Đi chứ, phải đi tìm sợi dây chuyền về chứ. Đi, về đi. Để tôi đi thay đồ đã. Em cần phải đi em chiều. Thôi, em ở nhà coi nhà đi, chị hai đi được rồi. Đi. Sợi chiều. Mày yêu hoài tao mệt mày quá. Má đi. À, Duyên Duyên. Con gọi cho Mạnh. Ra ngay cái chỗ mà tiệm tầm đồ tâm thần. Khóc. Tâm ái. Đúng rồi, tâm ái. Ra tâm ái nha. Rồi, đứng hỏi gì. Rồi, chạy ra đi. Đi, vô đây, em vô đây. Nè, anh có chắc ở đây không? Anh dám chắc chắn, anh thề luôn. Nó láo con em luôn á. Trời, lẹ cái gì? Từ coi. Cái gì mà lố lăng quá vậy? Thương cái nào hồng nữa mà kéo kéo. Thôi nha. Hai đứa, làm ơn nha. Dạ. Bớt trang điểm nha, bớt ngựa lại. Nhưng mà chú, đến đây để làm chứng cho tôi nha. Chứ không phải làm thiệu nha. Cái gì vậy chú? Tự nhiên cái làm chứng, làm đăng là con người, tự nhiên cái làm chứng. Mày hiểu từ ngữ tiếng Việt hả? Nè, vô đây, đừng nói nhiều nữa. Em vô đây ngồi, hỏi liền đi, có phải không? Bán gì em? Dạ, em không bán gì hết á. Mà em tới đây em tìm sợi dây chuyền ạ. Dây chuyền gì em? Dạ. Đây nè chị coi giùm em thử là bữa giờ có ai bán cái này không chị? À, nhớ rồi. Thấy chưa? Ủa, chú, khoan, cái gì vậy? Tự nhiên đang cầm cỏ bắt vô đây, vô tiệm cầm đồ làm gì? Nhưng mà rốt cuộc là cái gì? Chú đã phát hiện ra người ăn cắp sợi dây chuyền của bé Xuân rồi. Cái gì? Thấy chưa? Thì là biết hả? Tao có biết đâu. Ủa, là Xuân mất sợi dây chuyền. Đúng. Là chú biết cái người ăn cắp sợi chuyền của đúng. Xuân. Đúng. Đúng. Thì sao chú không bắt chú đưa cho công an, chú đâu, kéo qua đây làm gì? Hãy dắt qua đây để cho nhân chứng nói rõ ràng, hiểu chưa? Ok. Rồi bây giờ vậy nè. Bây giờ nè, chị biết cổng dây chuyền này đúng không? Cái phải cái người mà vô đưa sợi dây chuyền này cho chị á, là một cái người ốm ốm cao cao đúng chưa? Trời ơi, quán của tôi một ngày vô cả 10 người, sao tôi nhớ ai là ai được? Bà đừng có xạo, cái tiệm bà ế lắm. Bữa giờ tôi nè, tôi đứng tôi coi, chỉ có một người khách nó vô thôi, không có ai vô hết. Đúng không? Rồi không nhớ ai được rồi. Đây, tôi có hình đàng hoàng. Rồi, bà coi đi. Có phải chính xác là thằng này vô đưa sợi dây chuyền cho bà không? Ủa, hình ông mà. Tự nhiên đưa hình của anh cho chị coi chị. Không có. Bà bớt mê tôi đi nha. Nè, tự nhiên mê cái lấy hình tôi coi chi vậy? Bớt tào lao đâu ơi. Ủa sao không có hình của nó ta? Thôi được rồi, bây giờ vậy. Có phải là cái người mà ốm ốm cao cao tên là Nghiệp đúng không? Coi lại đi, có phải tên Nghiệp không? Thôi để tôi tra. Không có tên Nghiệp nha. Mà cái sợi dây chuyền này là của người bán tên là Phạm Văn Tình. Có chữ nghi nữa là tao tình nghi ông này luôn. Ê, Phạm Văn Tình là chú đó. Không, bậy. Nó tên Nghiệp mà. Bây giờ chú có cái hình không? Chú đưa ra cho người ta coi. Bây giờ không có hình nhưng mà bữa tôi mới là Tình nè. Tôi mới là Phạm Văn Tình nè. Nhưng mà bây giờ là chú có cái hình đâu, chú đưa ra cho người ta coi chứ bây giờ nói tên qua đúng lại rồi. Phải có nhân chứng, vật chứng rõ ràng. Không bây có giờ hình. Kiếm kỹ coi.
Ủa vậy sao nó nói đi theo dõi người ta? Đây nè, đó bà chị, hên quá có hình, minh quang mình liền. Coi giùm chị. Trời ơi trời, cái lưng làm sao tôi biết mặt mũi người nào? Chú ơi chú, bà là chủ tiệm cầm đồ, chú bà không phải là Tề Thiên Đại Thánh mà có quả nhãn kim tinh mà thấy được cái lưng là biết người. Ê chú, cái này là chú bị vội á chú. Ha, chú nói là chú đi làm paparazzi, chú theo dõi người ta, chú chụp hình đúng không? Chụp hình chú thấy rõ ràng chứ chú quay cái lưng không bây giờ đưa cho người ta đoán, sao ta đoán được? Ê có khi nào mà mày đi theo dõi người ta mà mày quay trước mặt người ta không? Mà hỏi ngu vậy? Chú nói vậy thì thua. Thua cái gì mà thua? Bây giờ cái lưng mà đoán không được ra người hả? Không có đoán được, một ngày tiệm của tôi tới đây 10 người. Giờ sao tôi đoán được, lưng mà có thấy mặt mũi đâu mà đoán. Mà nói đi chứ người ta nghi ngờ tôi kìa. Thôi đi, anh đừng có nói nữa. Tôi biết ai là người lấy rồi. Không phải anh Tâm Biêu An mà. Thâm ơi. Chị. Anh Biêu An, Thâm ơi. Ê chú. Chú làm con quê ấy chú. Chú làm con bị nhục nhã chú. Ê chú lớn chú đổ thừa cho người ta xong rồi bây giờ chú dám nhận là sao chú? Đừng nói nữa ha. Chú khỏi, chú bị ác tâm, chú đổ thừa cho người ta. Nè, Tết này mà tôi không có vợ nha, là tôi lấy bà đó nha, bà đợi đi. Mỹ sứ. Ủa rồi cuối cùng có lấy sợi dây chuyền lại không? Thấp. Vậy dưới chạy muốn tụ quần với em luôn á trời. Ai biết chạy theo làm gì? Em làm ơn đi, đừng nghĩ anh là người xấu được không? Anh không phải là người ăn cắp. Nếu như anh ăn cắp, anh hỏi em nè, anh đâu có ngu tới mức độ mà anh dẫn em tới cái chỗ mà người ta làm chứng anh mới là người ăn cắp vàng rồi anh ra anh bán cho người ta, đúng chưa? Em suy nghĩ kỹ đi, em đâu phải là người ngu dốt. Cái gì? Không, ngu muội, ngu đần, ngu độn. Quá trời mệt mỏi rồi. Không, em không phải là người khờ, đúng rồi, không phải là người khờ. Thôi, anh đừng có nói nữa. Bây giờ anh im lặng đi cho em suy nghĩ được không? Nhưng mà lỡ em suy nghĩ anh là người xấu rồi sao? Rồi, em không có nghĩa là người xấu, được chưa? Em nói thiệt hả? À. Sao không đi? Kéo quần nó tụt nãy giờ. Giãn cái cơ mặt ra. Xuân đã đến rồi mà trong túi vẫn không có tiền. Đưa cái điện thoại đấy. Đấy. Đưa cái điện thoại đấy. Trời ơi. Ây da. Đưa cái điện thoại đấy cho anh coi. Cái gì vậy? Trời ơi. Sao mà kỳ dữ cái gì? Anh lừa dối tôi. Tại sao vậy? Cái gì vậy? À. Không ngờ luôn á. Tình cảm bao lâu nay tôi dành cho anh. Bây giờ tôi được cái gì? Cái gì vậy? Tại sao mà nhắn tin mà có trái tim rồi với cái bên có trái mận rồi có trái thận nữa là sao? Yêu dữ vậy đó hả? Bớt cái miệng ra đi. Ai cũng biết bây giờ. Tôi bớt cái miệng cái gì? Bây giờ nhỏ lại. Không có nhỏ gì chứ, bây giờ tôi nói cho tất cả mọi người đều biết nè. Tại sao anh lừa dối tôi bao lâu nay? Nói cái tôi bỏ đi luôn á. Em ơi, ông yêu ai mà ông gọi trái mận, trái thận, trái tim gì tùm lum hết trơn em. Ơi coi chừng trái thận nó xin nên dẫn tới tim sao? Ê. Nói gì vậy bà, yêu cái gì? Anh nhận hết đi, anh nhận hết đi. Thì... tôi là cái gì của anh, tôi ở trong căn thứ mấy của trái tim anh nói đi. Ê bị sợ đó nha. Trời ơi, gì vậy? Anh mà không nói bữa nay tôi làm lớn chuyện, tôi nói cho chú Sáu nghe đó. Ý của tôi là đây là thì... là sao? Thì kiểu... kiểu gì? Mới kiểu quen. Gì? Mẹ bồng con hả? Mới quen. Mới quen gì mà thấy có... Trời ơi, lớn lắm. Anh thích người lớn hay sao? Thì cũng lớn hơn có vài tuổi. Ê, nhưng mà đừng nói ba tôi nghe nha. Tôi nói cho anh biết, anh chưa có bằng lái đâu. Tôi mà anh lái còn không được thì đừng nói chứ anh lái mấy người lớn như vậy. Nói bậy bạ gì khúc à? Cái miệng bớt lại giùm đi. Nói chung á là bây giờ là cái người này là đại khái giống như là tôi có quen. Nhưng mà nói chung là đây là người mà tôi thương thiệt. Nhưng mà bây giờ á, có nỗi khổ riêng tôi chưa có nói ra. Có nỗi khổ riêng đúng không? Đừng có nói ba tôi nghe nha. Bây giờ anh nói vậy rồi, em không biết nói gì nữa. Cái gì nữa vậy? Bị lừa dối lần đầu. Nè. Đó là lỗi của anh.
Còn bị lừa dối nhiều lần là lỗi của tôi. Tôi sai rồi. Tôi sai vì tôi đã đặt niềm tin sai chỗ rồi. Thôi mà. Thôi được rồi, được rồi. Nói nghe nè, nói nghe nè. Đừng có đụng vào tôi. Nói nghe nè. Đừng dùng vào tôi. Ngột ngạt lắm. Ngột ngạt đi lắm. Nghe tôi giải thích nè. Tôi phải đi thôi. Khoan, khoan, khoan. Đi, nè, nè, nè. Đâu vậy? Rồi cái miệng quan quan luôn đi, cho ai cũng biết đi. Bây giờ cái chuyện mà tôi quen á, cái này là tôi thương người ta, tôi thương thiệt. Mà người ta cũng thương tôi chứ bộ. Nhưng mà bây giờ á, nó chưa có đúng thời điểm để tôi nói ra. Anh yên tâm đi, tôi không bao giờ làm cho người yêu của mình khó xử đâu. Tôi không bao giờ kể chuyện này với bất cứ ai đâu. Nhớ nha, làm ơn, nè, làm ơn giữ giùm tôi. Tôi vẫn quý mấy người, tôi coi mấy người giống như là bạn vậy đó. Bạn thân, nha. Đừng có nói gì, đặc biệt là ba tôi, nha không? Ba, hạnh phúc nha. Cảm ơn nha. Ừ. Tôi sao không nói bất kỳ ai đâu. Nhớ nha, trường bé Bảy bạn thân được. Bé Bảy ơi! Ê! Ơi sao cái miệng của nó mới dặn xong luôn á. Ơi, chuyện gì vậy anh? Thì đại khái giống như là bây giờ anh có thương cái người kia kìa. Nhưng mà anh thương thiệt nha. Anh là không có lừa gạt tình cảm gì người ta hết á. Nhưng mà bây giờ anh không biết làm sao để nói chuyện với ba hết á. Em biết ba anh khó rồi mà, đúng không? Trời ơi, nãy giờ em có chụp mấy tấm hình con đi đâu này để em gửi cho chú Sáu. Thôi nha, đỡ thôi nha. Phải nói. Thôi nha. Ngon rồi luôn. Hết nói gì tới em hả? Sao anh yêu? Nói chung là bây giờ ba anh không khó lắm. Đây là cái thời điểm mà anh chưa có thổ lộ ra, anh chưa có dắt về nhà được. Thôi, ba anh không biết một cái. Mà sao có nỗi khổ riêng? Ê! Đừng nói yêu quá hả? Lái với mày nãy giờ là yêu. Yêu bà cô bằng tuổi ba anh nha chứ. Gu mặn quá cha. Nói chung là đẹp. Đẹp. Trời. Có xem cái tuổi xíu thôi à. Nhưng mà không có giống như bà cố ngoại gì giống như... Mặn mà hèn chi có trái thận như trái tim. Ăn mặn nha, là thai thận nha cha. Bây giờ cái chuyện là bây giờ anh năn nỉ em nha. Đừng nói gì hết, coi như là bây giờ em chưa biết gì hết. Không biết gì hết, không biết gì hết, không có chuyện gì. Nhưng mà không nói với bà nha. Không hề nói nhưng mà giờ... Ê, mà chừng không nói thì chừng nào nói yêu mà nói đi chứ. Thì bây giờ anh nghĩ là phải đợi đúng thời điểm. Anh coi lúc nào mà thích hợp nhất. Em cũng biết là tính ba anh không khó rồi. Bây giờ Tết nhất tới nơi anh mà nói một cái nữa là ông quậy luôn á. Tôi cha ơi cha, đợi đúng thời điểm chắc là đầu mỏng tóc trắng rồi nè. Và tới kiếp sau đó cha, cha lựa thời điểm cha nói đi cha. Ê trời ơi chị chuẩn bị có cái buổi nhậu nè. Nè heo vào đó hả, tôi chuốt cho chú Sáu uống xầy à. Xầy vô về là dụ vào là rời ra. Cái lúc đó ông gật nào. Ê được à, lúc đó là chui vui. Cái gì? Bây giờ là uống rượu vô là dễ tin dữ lắm. Em chuốt cho bà sai. Để tôi, để em làm cho anh. Mà uống vào là lời ra. Được á. Được không? Tin em đi anh nhiều. Thôi giờ về nè. Bây giờ trước khi nhậu đó, chú có ý kiến gì nha. À, bữa nay đó là chú mời hai chị em qua đây. Được, chú có một cái chuyện quan trọng chú muốn nói với hai đứa. Rồi chuyện gì mà hồi hộp quá vậy chú? Rồi, chắc nói với hai người này nè. Còn không nữa là gì biết không? Trúng số. Không, nếu mà trúng số là ba tôi cũng vui lắm. Này mặt căng nha. Sao giờ chú có chuyện gì vậy chú? Vậy nè, hồi xưa đó các cụ có cái câu: cha mẹ đặt đâu á thì con ngồi đó. Dạ. Còn bây giờ nó khác rồi. Dạ. Con cái đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó. Dạ. Phải không? Ta nói ép dầu ép mỡ, trai nở ép duyên con. Không phải. Anh em mà thí dụ như anh đặt đâu thì em ngồi đó, còn chứ sao mà cha mẹ anh đâu phải cha mẹ. Trời ơi, để tôi nói cho nó hết. Ép dầu ép mỡ, ai nở ép duyên con. Bây giờ có ép duyên con đó mà nó không vui, nó không hạnh phúc á thì cha mẹ cũng không có yên lòng. Dạ đúng rồi. Dạ. Không, anh nói chuyện anh nhìn em, sao anh nhìn còn duyên hoài vậy, anh nhìn em nè. Thôi bây giờ cũng không có giấu giếm gì nữa. Tôi cũng cha của thằng Duyên. Không, cái đó khỏi nói biết mà. Khỏi giới thiệu đó. Tôi cũng thay mặt nó gia đình coi như tôi xin lỗi với chú. Ủa là sao ạ? Là sao ba? Ủa sao anh Duyên xin lỗi em vậy? Bởi vì nó là cháu mà nó cướp người yêu của chú. Trời đất ơi, là cái gì? Ủa? Là con đâu có liên quan gì tới chú đâu. Con không hiểu. Cướp mà cướp gì? Con không hiểu. Chị thích lấy mấy bài lắm nè. Không. Thì nói chung là vậy nè. Bây giờ thằng Duyên đó với con Thấm, hai đứa nó yêu nhau lâu rồi. À? Cái gì? Ngồi chơi xoay hạt như thay tình duyên. Cây có bao nhiêu trái cùng em.
không?